Hãy bổ sung món này vào menu để cho ngày Tết thêm rực rỡ nha các bạn. Đó chính là thịt nướng kim tiền. Mời các bạn cùng vào bếp với Tèo nha. Các bạn chuẩn bị cho Tèo khoảng 1 kg thịt nạc thăn heo nha và 300 g mỡ gáy. Mỡ heo thì mình sắc dặn sợi nhỏ để tí nữa cuốn thịt ở ngoài cho nó dễ. Sau khi cắt xong thì mình ướp vào đây khoảng 3 muỗng đường. Trộn đều lên, sau đó để cho thấm gia vị và cái miếng mỡ nó trong lại nha. Còn thịt thăn thì mình sẽ xắt lát thật là mỏng để cuốn lại cho nó dễ dàng. Bước tiếp theo mình đi chuẩn bị cái sốt ướp. Toàn bộ nguyên liệu thì đều có nốt trên màn hình nha các bạn. Các bạn chỉ cần làm theo như vậy là chắc chắn cái món thịt nướng của mình sẽ rất là ngon. Đối với các món mà ướp để nướng thì các bạn nên cho tất cả các gia vị vào cái cối xay. Sau đó mình xay thật nhuyễn ra, càng nhuyễn càng tốt nha bạn. Tại vì khi mà nướng lên thì các bạn thấy những cái mà cháy ấy, đó chính là các gia vị hành tỏi nó cháy trước. Còn thịt thì nó sẽ xém xém và vàng thôi. Nên là khi mà mình xay gia vị lên, sau đó mình ướp vào thì gia vị rất nhanh thấm vào cái thịt và khi nướng lên sẽ không bị cháy. Sau khi mà xay nhuyễn các gia vị thì mình cho vào ướp. Với các món này thì mình nên để bao tay vào nha để mà bóp massage cho miếng thịt nó thấm gia vị nhanh hơn và thấm đều hơn. Mình để gia vị thấm trong vòng khoảng tầm 30 phút thì sau đó mình có thể tiến hành nướng là được. Nhưng mà với cách làm này thì các bạn nếu như không có thời gian thì không cần để gia vị thấm cũng được nha. Khi mà ướp lên là gia vị sẽ thấm ngay và có thể nướng được luôn. Rất tiết kiệm thời gian. Sau khi gia vị đã thấm thì mình tiến hành cuộn thịt. Mình lấy một đoạn mỡ và cuốn vào trong cái miếng thịt mình đã xắt mỏng. Sau đó mình dùng xiên tre mình xiên lại để cố định. Các bạn cũng đã biết là đối với các món nướng thì nướng trên lửa than hồng sẽ là ngon nhất. Nếu như mà không có thời gian và phương tiện thì mình có thể nướng trong nồi chiên không dầu hoặc cái món này có thể chiên lên cũng được nha. Và đây là thành quả của mình sau 1 tiếng đồng hồ cuộn và xiên. Mời các bạn cùng vào bếp với Tèo để làm món này nhé, để cho ngày Tết của mình thêm đa dạng món ăn và thêm rực rỡ hơn. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.